Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại ngay một nút chuông, một đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác đến cho các bạn ở phía sau nhé. Thì rõ ràng không phải nói nhiều rồi, thì mình đặt cái hộp Orient Star ở đây thì anh em sẽ biết là hôm nay mình sẽ có một bài video để mình đập hộp cũng như là mình review về sản phẩm này, đúng không? Orient Star thì mình đánh giá rõ ràng, khi mà một cái ông vua gọi là đồng hồ cơ giá rẻ của thị trường Nhật Bản bước ra khỏi cái định kiến là giá rẻ rồi thì sẽ bán đồng hồ giá mắc, và nhiều người sẽ nghĩ ngay thì biết ngay đó chính là Orient Star này. Đúng thật như vậy, một khi mà đã Orient họ đã khoác lên mình là một cái bộ áo mới, một cái áo hàng cao cấp rồi thì họ sẽ không để mình thua thiệt với bất kỳ cái thương hiệu hay là những cái đối thủ nào cả. Những chiếc Orient Star thì luôn cho mình một cái cảm giác đây là những chiếc đồng hồ nó thực sự sang trọng về mặt thiết kế nè, chất lượng vật liệu nè, cũng như là độ hoàn thiện. Mọi thứ đều rất là đậm đà, đậm nét của vùng phương Đông, rất là ngon. Mình cảm thấy chiếc đồng hồ này cực kỳ là hút mắt của mình. Mặc dù là cái tầm giá mình mua thì đôi khi nó sẽ khá là chua, tuy nhiên về chất lượng là không thể bàn cãi. Ở video này thì sẽ không để các bạn chờ lâu đâu, chúng ta cùng nhau khám phá thử mẫu đồng hồ Orient Star này như thế nào nhé. Và mã của chiếc đồng hồ này sẽ là SDV020020. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để các bạn xem là bên trong của nó nhé. Bên ngoài thì các bạn sẽ có một cái cách đóng hộp, hộp giấy cũng khá là cơ bản thôi. Bên trước thì chúng ta sẽ có dòng chữ Orient Star kèm với logo chữ S của nó. Rồi, anh em sẽ có một cái hộp da khác cũng khá là mịn. Rồi, nhấc cái hộp lên. Đó, anh em sẽ thấy được chiếc đồng hồ hiện ra ngay. Và bên trong này chúng ta sẽ có dòng chữ là Orient Star luôn. Đây là những cái góc ẩm cũng như là cái name tag của cái sản phẩm thôi. Thì bây giờ mình sẽ nhấc sản phẩm này ra thôi. Đấy, hình như là cái ngăn này mình có thể nhấc lên được. Đó, cho nên anh em sẽ có thêm cái hộp này gần như là một cái hộp bảo quản khác. Anh em có thể để là cái kẹp cà vạt nè, hay là những cái cúc măng xê, cúc tay áo, vest chúng ta có thể bỏ này. Và chúng ta sẽ tiện trong quá trình chúng ta di chuyển hay là đi học đâu đó. Rồi, tạm đặt sang một bên cái hộp này và mình sẽ quay trở lại trực tiếp với sản phẩm của chúng ta. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc đồng hồ Orient Star siêu đẹp. Đó, theo mình cảm giác nha. Rồi, về thông tin chi tiết của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào con số là 40mm nè. Và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này sẽ là 10mm. Đây là một chiếc đồng hồ Orient Star mà nó cho mình một cái ấn tượng khá là tốt. Mặc dù đây là một cái phiên bản mà đã ra đời cũng gọi là lâu rồi, tuy nhiên thì nó vẫn cho mình một cái độ hot nè, một cái độ là hút mắt khi nhìn vào, gọi là sản phẩm mà một khi mà chúng ta đã thiết kế nó vào cái gọi là cái nét trường tồn rồi đó thì nó sẽ luôn luôn bền bỉ thời gian, rất là bền dáng, không lo bị quê mùa mà. Và để càng lâu chiếc đồng hồ nó càng có giá trị nhiều hơn. Cái điểm mà mình ấn tượng nhiều nhất trên chiếc đồng hồ này có vẻ như là cái phần thiết kế của nó. Nó rất là khỏe khoắn thực sự. Và tiếp theo đó là ấn tượng thứ hai, đó chính là cái mặt kính của nó. Thì đó, một tấm kính sapphire nguyên khối và được tráng một cái lớp chống phản chiếu AR. Nó làm cho mặt kính chúng ta đôi khi nhìn vào chúng ta tưởng là ôi, cái đồng hồ này rớt mất tiêu cái kính rồi. Đấy. Tuy nhiên thì nhiều bạn sẽ thấy, ủa tại sao mà anh nói chống lóa mà cái mặt kính, cái mặt bên trong tôi vẫn thấy bóng bóng thế này. Thì đó là cái sự phản bóng của phần mặt bên trong là vật liệu là carbon. Khá là hay đúng không? Một chiếc đồng hồ được tích hợp khá là nhiều vật liệu sang trọng trên nó thì mình cảm giác là đây sẽ một chiếc đồng hồ nhiều người sẽ hướng tới đó. Tuy nhiên thì mức giá của nó thì nó hơi chua. Mức giá của nó tầm theo mình, để mình xem khoảng là 14.600.000. Cũng khá là chua đúng không? Cho nên anh em nào mà chúng ta chịu chơi thì nên chơi chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này và nếu mà thay dây da thì mình nghĩ là nó sẽ đặc trưng và nó ngon hơn khá là nhiều. Vật liệu cấu thành trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có phần vỏ nè, bằng dây, được làm bằng chất liệu là thép không rỉ. Và rõ ràng mình cầm lên tay như thế này, mình cảm thấy được nó có một cái độ đầm, một cái độ chắc thực sự trong vật liệu. Và khi mình sờ vào những cái cạnh góc vuông hay là những cái phần mà góc cắt như thế này, mình cảm thấy không hề có cái việc mà nó quá là bén, quá là sắc. Mặc dù nhìn vào anh em sẽ thấy đường cắt của nó rất là ngay ngắn, tuy nhiên rờ vào thì anh em sẽ cảm thấy cái sự mịn màng. Đó là cái giá trị của việc là những chiếc đồng hồ cao cấp tới từ Nhật Bản. Họ sẽ hoàn thiện một cách tỉ mỉ nhất, tới những chi tiết bé nhất có thể. Rồi tua một vòng sang bộ khóa đi, thì bộ khóa cũng đơn giản thôi. Và anh em sẽ có một phần bản khóa khá là dày để giúp chiếc đồng hồ nó sẽ bền bỉ và chắc chắn hơn. Bên trong này thì anh em sẽ có một nắp lưng bằng kính
để anh em có thể thấy được mỗi bên trong. Và đối với những chiếc đồng hồ mà Orient Star thì Bánh Đà luôn luôn có một cái logo Orient Star này, dùng chữ Orient Star được mạ bằng vàng. Đó, một cái đặc trưng rất là đẹp, rất là xịn ở đây. Rồi, quay trở lại mặt trước thì chiếc đồng hồ này sẽ có mức độ chống nước của nó rơi vào khoảng là 5 ATM, tương với khoảng là 50 mét nước. Bây giờ mình sẽ đóng cái ti này để chiếc đồng hồ có thể hoạt động nha. Phần ti này thì Orient họ làm khá là lớn và nó sẽ giúp chúng ta thuận tiện trong quá trình mà lên cót bằng tay nè. Và cái tiếng cót lên tay của nó thì mình cảm giác khá là hay, khá là nảy, thực sự như vậy. Đó, trên cái ti này thì các bạn sẽ có khắc cái logo Star đây, chữ S ở đây. Đó, góc cạnh rất là đẹp. Thực sự chiếc đồng hồ này anh em mà khi mua ra ngoài nhìn thực tế, anh em sẽ cảm thấy cái độ đẹp đó cực kỳ là hoàn hảo luôn. Mình không nói ngoa đâu. Và nếu mà chiếc đồng hồ này á, lúc nãy mình có nói thay dây da, thì anh em thay dây da vào thì đôi khi anh em sẽ thấy một cái hình bóng rất là thân quen. Chiếc đồng hồ này sẽ giống như một chiếc đồng hồ là Omega. Rồi, quay trở lại mặt trực tiếp là mặt đeo của chiếc đồng hồ, nơi mà anh em sẽ nhìn vào nhiều nhất. Thì lúc nãy mình có nói thì cái phần mặt kính của nó được làm khá là trong suốt. Và đôi khi nhiều lúc mình chụp hình chiếc đồng hồ này, mình còn cảm giác là gần như cái mặt kính nó đã rơi ra ngoài mất tiêu rồi. Tại vì anh em sẽ thấy được rất là trong, tỉ mỉ từng chi tiết bên trong luôn. Gần như anh em sẽ không thấy cái sự ngăn cách giữa tấm kính bên trong mặt đồng hồ này. Đó, rõ ràng là cái công nghệ họ tráng AR rất là xịn. Và khi mà mình nghiêng những góc độ nhỏ thế này, mình vẫn thấy được bên trong rất là rõ nét. Phần nền đeo của chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ thấy có họa tiết caro ở đây. Thì lúc nãy mình có giới thiệu thì nó sẽ là vật liệu là carbon fiber. Đó, rất là ngon, rất là xịn. Mà khi mình như thế này, anh em sẽ cảm thấy được cái sự chuyển tiếp ánh sáng của nó, kèm theo hiệu ứng là 3D chiều sâu trên mặt đồng hồ này. Kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì được thiết kế ở dạng là kiểu thiết kế là Dolphin. Và nó sẽ có thêm những chi tiết gọi là mài xước để giúp cái bộ kim này trở nên nó khỏe khoắn hơn, nó ngon hơn khá là nhiều so với cái phần kim là luôn luôn mà nó bóng không hay là nó mờ không. Ở dưới kim thì các bạn vẫn có thêm những cái vị trí là dạ quang để giúp các bạn theo dõi thời gian trong đường thiếu sáng. Rồi, bên ngoài thì cặp dở của chiếc đồng hồ này được làm khá là nổi khói và sắc cạnh, thì nó vẫn có những dạ quang chấm tròn bên rìa ngoài này để giúp các bạn theo dõi thời gian trong môi trường thiếu sáng. Ở vị trí 3 giờ thì các bạn sẽ có một ô lịch ngày để xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Tổng thể thì mặt đeo chiếc đồng hồ này thì mình đánh giá khá là cao, bởi vì nó theo một cái ngôn ngữ cũng như là kiểu thiết kế nó vừa retro nè, và nó vừa có một nét gì đó nó hiện đại nữa. Cái kiểu dáng này thì nó sẽ không kén cái người đeo. Chúng ta có thể là đối tượng người trẻ nè, đối tượng người có tuổi một xíu nè, đeo vào nó vẫn đẹp và nó thể hiện được phong cách này nó rất là trường tồn, rất là bền bỉ theo thời gian. Về bên trong của chiếc đồng hồ như thế nào thì bên trong nó sẽ sử dụng bộ máy là Orient Calibre. Đây là bộ máy in-house có mã là 40751. Thì bộ máy này các bạn sẽ có tổng cộng là 22 viên kính, tần số dao động của nó sẽ là 21.600 giờ, được cót 40 tiếng và mức độ xoay số của nó sẽ là cộng 25 giây cho tới âm 15 giây trên một ngày. Và đây là một video để mình đánh giá tổng quan qua cũng như mình review sơ qua về một mẫu đồng hồ Orient Star này. Một chiếc đồng hồ tuy ra khá là lâu rồi, tuy nhiên nó vẫn đem lại cho mình một cái cảm giác thích thú khi nhìn vào cũng như là cầm và trên tay chiếc sản phẩm này. Anh em nghĩ sao về chiếc đồng hồ Orient Star này? Và nếu anh em có bất kỳ thông tin nào khác hay hơn, hữu ích hơn, hay là mình có bỏ lỡ một điều gì đó anh em muốn mình nhắc lại thì anh em có thể comment ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm nhé. Và link chi tiết sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới video. Còn nếu anh em cảm thấy nội dung video hay, hữu ích thì đừng quên bấm nút like nè, share bè, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những nội dung video mới nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video review tiếp theo.